Em cay một tí nha. Cay một tí thôi. Ồ, ba chị này xinh nhỉ. Không đẹp đâu, chói mắt. Thế này, thế này. Thế này được rồi. Thế này về cho nó sáng lên là được đấy. Để cho nó sáng lên một tí. Hả? Cay dần dần thôi nhỉ. Biết lúc nào nó thèn. Bye.
thì
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sai so ma
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
không? Thank you.